Pháp Sư Tịnh Không Tập 108 Các vị đồng học, xin chào mọi người Xin mời xem Cảm ứng Thiên Đoạn thứ 96 Bỏ thuận theo nghịch Phản bội người thân thuộc chạy theo người ngoài Đây đều là ác hạnh Trong chú giải Thường dẫn dụng giáo huấn của người xưa Thạch thước là người nước vệ Đời châu đã nói vua có nghĩa bày tôi trung thành cha nhân từ con hiếu thảo anh yêu thương em kính mến đó là sáu điều thuận thảo nói thuận nói nghịch đều nói được vô cùng cụ thể đây là nhà nho đã nói nhà phật thì nói được càng sâu hơn nó được càng thấu triệt hơn nhà phật là lấy pháp tánh làm tiêu chuẩn nhà nho thì lấy đạo đức nhân nghĩa lễ làm tiêu chuẩn đây là chúng ta nói thế pháp và xuất thế pháp thông thường thì khác biệt ở chỗ này con người có thể thuận theo thế pháp thì được phước báo thế gian có thể thuận pháp tánh thì được phước báo xuất thế gian không gì sánh được xuất thế gian thì phật nói đã quá nhiều quá nhiều rồi chúng ta cũng phải nên hiểu xuất thế gian không lìa thế gian nhất định là đã bao gồm thế gian ở trong đó Tuy nhưng thế gian pháp thì không thể bao gồm xuất thế gian ở chỗ này nó có sự khác biệt về sâu cạn rộng hẹp rộng thì có thể bao hàm hẹp sâu thì có thể bao hàm cạn chúng ta phải nên biết cái đạo lý này phật đà thường hay dạy bảo chúng ta căn bản của tu hành là tam phước lục hòa đây là đại căn đại bổn mười một câu ở trong tam phước chúng ta có thể tùy thuận đây là hướng đạo hướng về đại đạo bồ đề nếu như chúng ta trái nghịch Thì không những Thiện pháp thế gian Không thể thành tựu Dính diễn đọ trong tam độ Những sự lý này Thì các đồng tu chúng ta Đều rất rõ ràng Gốc của thuận nghịch là ở hiếu kính Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Hai câu này là căn bản của thế xuất thế gian Mà Đại Thánh Đại Hiền Đã dạy cho chúng ta Tùy thuận pháp tánh Tùy thuận đạo đức nhân nghĩa lễ chư Phật Như Lai giáo hóa hết thảy chúng sanh. Là từ chỗ này mà bắt đầu. Cũng ở chỗ này mà viên mãn. Hiếu kính đạt đến chỗ viên mãn thì thành Phật. Chúng ta cũng có thể nói nền giáo dục của nhà Phật, triệt để từ đầu cho đến cuối chính là hiếu kính mà thôi. phật đem hiếu kính mở rộng ra ở trong giới kinh thường hay nói hết thảy người nam là cha ta hết thảy người nữ là mẹ ta đây là đem hiếu dưỡng phụ mẫu mở rộng ra mở rộng ra đến hết thảy chúng sanh trong tận hư không pháp giới chúng ta ở trên hoa nghiêm xem thấy nhất thiết chúng sanh tin giữ vô tình giai ngã thiện tri thức thiện tri thức mà trên hoa nghiêm nói chính là người thầy không những hết thảy chúng sanh hữu tình trong hư không pháp giới là thầy của ta mà vô tình chúng sanh cũng là thầy đây là đã đem hiếu thân tôn sư nói đến cứu cánh viên mãn nói đến chỗ cứu cánh chúng ta nếu có thể đem những sự việc này thực hiện thì người này đã thành phật rồi chăm chỉ nỗ lực thực hiện mà vẫn chưa đạt đến viên mãn thì người này gọi là bồ tát Nếu thực hiện được đến cứu cánh viên mãn Thì gọi là Phật Đi ngược lại những giáo huấn này Thì người này gọi là Phạm Phu Chúng sanh lục đạo Nói hiếu kính Thì không thể đạt đến hết thảy chúng sanh chỉ dừng ở mức cha mẹ và tôn trưởng của mình mà thôi thậm chí là nói đến cha mẹ của mình và cha mẹ người khác con cái của mình và con cái của người khác thì cảnh giới này đã là không tệ rồi luôn là bị giới hạn trong một quốc gia của chính mình trong một quần tộc không thể đạt đến giống như trên kinh hoa nghiêm nói bất phân quốc độ cái quốc độ mà trên kinh này nói là rất lớn nó nói là chư phật quốc độ mỗi một khu vực mà một vị phật giáo hóa là một đại thiên thế giới không phân quốc độ không phân quần tộc không phân tín ngưỡng tôn giáo chân thành, thanh tịnh, bình đẳng mà đi tận hiếu mà tu kính. Đây là Phật pháp đại thừa. Do đó, học Phật là phải học cho giống Phật. Niệm Phật thì phải thường nghĩ nhớ đến Phật và có cái tâm như thế nào? Phật động cái ý niệm gì Cuộc sống của Phật ra làm sao Phật xử sự, sự đối người tiếp vật ra làm sao Chúng ta phải thường nghĩ đến việc này Như vậy thì gọi là niệm Phật Niệm Phật tuyệt đối không phải là chỉ ở trên miệng Đó chỉ là Phật hiểu Nếu chỉ là Phật hiểu Thì giống như là ca hát mà thôi có ý nghĩa gì thì vẫn là mù mờ không hiểu thì bạn làm sao có được thọ dụng chứ niệm cái danh hiệu của phật nghĩ tưởng đến tâm của phật nghĩ tưởng đến hành nghi của phật nghĩ tưởng đến phật làm thế nào để xử sự đối người tiếp vật để gọi là chân niệm phật quán tượng niệm phật là nhìn thấy tượng phật cũng phải nhớ nghĩ đến những sự việc này đây là quán tượng niệm phật cho nên chúng ta phải biết niệm biết niệm niệm được lâu rồi thì ý niệm của chúng ta sẽ chuyển biến thành ý niệm của phật tâm của chúng ta liền biến thành tâm phật hạnh của chúng ta liền biến thành hạnh phật tâm của phật là hiếu hạnh của phật là kính hai chữ này đã bao gồm hết vô lượng vô biên pháp môn mà chư phật như lai đã nói chúng ta làm đệ tử của phật bất luận là tại gia hay xuất gia tự mình nhất định phải nên biết chúng ta là hình tượng của phật là đại biểu của phật chúng ta ở trong đời sống thường ngày rốt cuộc là có mấy phần giống phật chứ chúng ta mà có thể làm được một phần hai phần thì đã không tệ rồi được một trăm phần trăm thì bạn thành phật rồi đại khái nếu bạn làm được ba mươi bốn mươi phần trăm thì bạn thật sự là bồ tát cần y giáo phụng hành các đồng học hiện tại đa số đều đang thọ trì kinh vô lượng thọ khi tôi giảng kinh vô lượng thọ đã nhiều lần khuyên bảo đồng học chúng ta có thể minh bạch những lý luận ở trên kinh vô lượng thọ thông đạt minh liễu thì trí huệ khai rồi có thể đem những giáo huấn ở trên kinh mà thực hiện thực hiện được một trăm phần trăm thì tương lai giảng sanh nhất định sẽ được thượng thượng phẩm giảng sanh là nắm chắc phần là có lòng tin Bạn có thể làm được 90% Sẽ giảng sanh thượng trung phẩm Phải nên làm Mức thấp nhất Thì cũng phải làm được đến 20% Được hạ hạ phẩm giảng sanh Còn như Tây phương thế giới nói tứ độ Đó là vấn đề của tâm Bồ Đề tâm bồ đề thượng thượng phẩm là thường tịch quang độ tâm bồ đề thượng trung phẩm là thật báo trang nghiêm độ bồ đề tâm trung phẩm Là phương tiện hữu dư độ Bồ đề tâm hạ phẩm Là phàm thánh đồng cư độ Rõ ràng minh bạch Thông suốt thấu đáo Bày ra trước mắt chúng ta rồi Kinh không phải là chỉ để đọc Đọc cho Phật Bồ Tát nghe Thì sai rồi Ở trước Phật Bồ Tát đọc Kinh là tu hiếu kính giống như là phật bồ tát đang ở trước mặt chúng ta vậy ta đọc kinh là tiếp nhận giáo huấn của phật bồ tát ta thật sự hiểu nghe hiểu được rồi ta thật sự phát tâm theo đó mà làm bắt đầu làm từ đâu kinh vô lượng thọ chân thật là viên mãn đến cùng cực trong phần mở đầu đã đem cái đáp án này nói cho chúng ta rồi bạn xem câu đầu tiên hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức đây là tổng cương lĩnh tu học của tịnh tông kinh văn vừa mở ra đã giới thiệu như thính chúng chúng thanh văn chúng bồ tát chúng bồ tát tại gia giới thiệu xong rồi câu đầu tiên là hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức tịnh độ tông tu cái gì đây không phải là đã rõ ràng minh bạch rồi sao bắt đầu từ chỗ nào vậy thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá thiện hộ thân nghiệp thiện hộ ý nghiệp đây là dạy chúng ta từ chỗ nào mà bắt đầu thiện hộ tam nghiệp thì đem khẩu nghiệp để ở hàng đầu ngày nay xã hội vì sao lại động loạn như vậy Mọi người không hiểu được thiện hộ tam nghiệp. Tạo nghiệp. Thân ngữ ý đều tạo nghiệp. Dễ tạo nghiệp nhất chính là khẩu nghiệp. Cho nên không nói là thân khẩu ý mà nói là khẩu thân ý. chúng ta nếu như thân có thể giữ được bất thất luật nghi luật nghi suy rộng ra chính là pháp luật chúng ta một người sống tại thế gian này cả đời không làm việc gì phạm pháp tuân giữ quy tắc pháp lệnh của quốc gia tuân thủ phong tục tập quán của xã hội tất cả những khái niệm về đạo đức chúng ta đều không vi phạm người này là người tốt thiền hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm cho nên kinh điển đoạn mở đầu đã đem cương lĩnh tu học nói với chúng ta thân ngữ ý đạt đến chỗ tối cực thanh tịnh thì người này liền thành Phật. Chúng ta thường nhìn thấy tượng Phật, đặc biệt là hình Phật. Hình Phật thì luôn nhìn thấy trên đầu Phật có hào quang. Phía trên hào quang có viết ba chữ Ứm A Hồng. Ứm A Hồng nghĩa là gì? Thân khẩu ý thân khẩu ý làm đến được cứu cánh viên mãn cho nên giáo giới của phật đà dạy người sơ học từ thập thiện mà bắt đầu đến chỗ tối chung cực là thập thiện viên mãn thập thiện viên mãn là ấm a hồng chính là quả giá vô thượng ngàn kinh giảng luận chỉ là giảng chi tiết đây là nói tổng cương lĩnh chúng ta nắm lấy cái tổng cương lĩnh sau đó từ từ mà học chi tiết Chi tiết trong Đại Thừa mà nói là 51 cấp bậc Bồ Tát Mỗi một cấp bậc Cảnh giới đều không như nhau Bất luận là ở trên lý luận Hay trên sự hành trì Đều có sự khác biệt Vì độ sâu cạn rộng hẹp Từ đây cho thấy Cấp bậc thấp nhất Là sơ tính vị Bồ Tát đây là cấp bậc thấp nhất. Phải phát Bồ đề tâm, phải hành Bồ tát đạo. Cái gì là Bồ đề tâm? Trong các kinh luận nói rất sâu, không dễ hiểu. Phật có vô lượng vô biên phương tiện Phật dạy chúng ta phát nguyện Tứ hoàng thể nguyện chính là bồ đề tâm Trong mỗi một nguyện Đều bao hàm Trong khởi tín luận nói là Trực tâm thâm tâm đại bi tâm trên quán vô lượng thọ Phật Kinh Thì nó là trí thành tâm Thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm Bốn nguyện này Nguyện nguyện đều có đủ Cho nên chân thật phát tứ hoàng thể nguyện Nguyện thứ nhất Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Chúng sanh vô lượng vô biên Độ có nghĩa là gì? Dùng lời hiện nay mà nói là Giúp đỡ họ Vì họ mà phục vụ Phải nên phát cái tâm Vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ Cái tâm này vừa phát Thì thật sự bạn đã thành Bồ Tát rồi Phàm phu Thì niệm niệm là vì chính mình mà phục vụ Vì gia đình mình mà phục vụ Đây là phàm phu. Cho nên tăng trưởng thân kiến, tăng trưởng ngã chấp. Nếu tăng trưởng thân kiến tăng trưởng ngã chấp thì làm sao có thể thoát ly lục đạo luân hồi chứ? Chúng ta hiện tại thì đã hiểu được lục đạo đã hình thành như thế nào, lục đạo chính là ngã kiến ngã chấp mà hình thành, phá ngã kiến phá ngã chấp thì lục đạo liền không còn. Thì siêu dược lục đạo rồi Cho nên con người vừa phát bồ đề tâm Thì lục đạo liền siêu dược Cái thân này của chúng ta hiện tại Ở trong lục đạo Trong lục đạo không phải là thân của ta Mà thân này của ta là vì chúng sanh phục vụ Là cái công cụ Để phục vụ cho chúng sanh Đây không phải là ta Vì chúng sanh phục vụ như thế nào đây Ba điều phía sau đã nói ra một cái biện pháp cụ thể Thứ nhất là đoạn phiền não Đoạn phiền não có phải là vì chính mình hay không? Không phải Mà là vì chúng sanh làm cho chúng sanh xem Là vì chúng sanh mà đoạn phiền não Học Pháp môn cũng không phải là vì chính mình Mà là vì làm biểu mẫu cho chúng sanh làm người hiếu học Hy vọng họ nhìn thấy ta cái dáng vẻ như vậy Họ cũng có thể hiếu học Đoạn phiền não Là bồi dưỡng đức hạnh cho chính mình Học pháp môn là thành tựu học thuật cho chính mình Thành Phật đạo là chuyển phạm thành thánh Mọi người các vị hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ có phải là như vậy không Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Là chuyển ác thành thiện Pháp môn vô lượng thể nguyện học Là chuyển mê thành ngộ Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Là chuyển phạm thành thánh Chúng ta thật sự hiểu rõ Thật sự chịu làm Chúng ta đã giống Phật rồi Chính là hình tượng đại biểu của Phật Phật Bồ Tát ở đâu vậy? Phật Bồ Tát chính là ở tại trong hình tượng này của chúng ta Tự mình mỗi ngày Đều đi đắp nặng hình tượng này Cái hình tượng này sẽ có một ngày Được bạn đắp nặng mà thành Bạn chân thật siêu phàm nhập thánh rồi nhà phật nói được viên mãn chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập kinh phải nên đọc nhiều nên nghe nhiều tư duy nhiều thế hội nhiều sau đó thì đem nó áp dụng vào trong hành vi đời sống của chúng ta áp dụng vào trong công việc áp dụng vào trong xử sự, sự đối người tiếp vật đây là chân thật học Phật. Các vị đồng học. Xin mời xem tiếp. Cảm ứng thiên đoạn thứ 96. Bỏ thuận theo nghịch. Phản bội người thân thuộc chạy theo người ngoài. Đoạn văn tự này Từ điều thứ 90 Đến đoạn này Đều là thuộc về Vô kỵ đạn chi ác Tạo tác ác nghiệp ở trong xã hội hiện tại có thể nói là đã hình thành một loại phong khí mọi người đều đã đem sự việc này xem thành chuyện bình thường chúng ta ở trong xã hội mỗi một góc độ nào cũng đều có thể nhìn thấy lớn mà nói là không thuận chân lý nhỏ mà nói là không thuận lễ nghĩa ở trong chú giải các vị xem khoa thì đều sẽ biết Câu ở phía sau là Phản bội người thân thuộc chạy theo người ngoài Nhà nho dạy học Nhất định là Từ thân và sơ Dần dần mới đến mở rộng Phạm vi phục vụ Mở rộng hiệu quả phục vụ Phật Pháp Tuy là nói đến Hết thảy chúng sanh trong hư không Pháp giới là một thể Nhưng mà ở trong hành môn cũng không ngoại lệ Phật cũng là dùng cách như vậy Để dạy bảo chúng ta Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng sau đó lại đem hiếu dưỡng phụng sự này Mở rộng ra đến hết thảy chúng sanh trong xã hội Có thể thấy là Thế xuất thế gian Đại thánh đại hiền Khi dạy người ta Cũng có thân có sơ Không có trái nghịch lại Với thứ tự ở trong đây ý nghĩa của nó rất sâu rất rộng chúng ta phải có thể bình tâm tỉ mỉ mà thế hội xem hai năm nay chúng ta đi theo phương hướng đa nguyên văn hóa chúng ta qua lại với rất nhiều đoàn thể tôn giáo khác nhau Thế là có một số người phê bình Nói chúng tôi là Bỏ thuận theo nghịch Phản bội người thân thuộc Chạy theo người ngoài Đem những lời này để mà phê bình chúng tôi Đã từng có người đến đối chất Với cư sĩ Lý Mộc Nguyên cư sĩ lý đã đem tất cả chân tướng sự thật những việc mà chúng ta đã làm nói cho họ nghe họ cũng không đơn giản ngay lúc đó liền sám hối thừa nhận bản thân họ đã sai đã trách sai người rồi chúng tôi đối với người ở trung quốc chúng tôi đối với phật giáo đã làm rất nhiều rất nhiều việc chỉ là không có tuyên dương mà thôi làm được một chút việc tốt hà tất gì phải đi tuyên bố với mọi người chứ việc qua lại với người ngoài thì có một số phương tiện truyền thông họ đến đưa tin đó là sự việc của họ chúng tôi cũng không muốn họ đến đưa tin mà đa phần là do các tôn giáo khác họ đã chủ động mời các phóng viên này đến đến tham dự và đưa tin về chuyến thăm đây không phải là ý của chúng tôi chúng tôi ít nhiều cũng vẫn tiếp nhận nền văn hóa truyền thống cổ xưa cũng hiểu được một chút đạo lý nhà nho và nhà phật nhà đạo đều vậy chúng ta phải biết tích âm công thế nào gọi là âm công vậy đó là làm việc tốt không nên để cho người khác biết không nên tuyên truyền rộng rãi chúng tôi hiểu rõ cái đạo lý này đều âm thầm mà làm tận tâm tận lực mà làm không có tư tâm không có danh văn lợi dưỡng Chúng tôi đang âm thầm mà làm Tông lúc làm Thì cũng chân thật Là như giáo huấn của Phật Hành môn giúp đỡ giải môn Giải và hành tương bổ Tương thành với nhau giải môn thì nhà phật thường hay nói trí huệ đã khai rồi chân thật muốn khai trí huệ thì nhất định phải y giáo phụng hành thì cái trí huệ này mới có thể khai mở ra được chúng ta đối với những nghĩa lý sâu sắc mà phật đã nói này Phật tánh và Pháp tánh Dần dần sẽ có được Sự lĩnh hội Có được sự thể ngộ Đối với việc hư không Pháp giới Hết thảy chúng sanh là một thể Chúng ta cũng dần dần có thể khẳng định được Bồ đề tâm mà Phật Bồ Tát đã nói từ chỗ đầy mà sanh khởi. Chúng ta cũng thể hội được phát bồ đề tâm thực tại không phải là một việc dễ dàng. Thảo nào mà vừa phát bồ đề tâm liền thành Phật đạo. Nhà thiền thường nói minh tâm kiến tánh kiến tánh thành Phật. Vừa phát Bồ đề tâm thì liền thành Phật. Các vị hãy xem trên kinh Hoa Nghiêm, viên giáo sơ tụ Bồ Tát gọi là phát tâm trụ. Phát tâm trụ ý nghĩa là gì? Phát tâm chính là phát Bồ đề tâm. Trụ chính là bất thối. Bất thối thì mới gọi là trụ. Bồ đề tâm sau khi đã phát rồi vĩnh viễn không thối nữa Đây gọi là phát tâm trụ Chúng ta ngày nay phát nhất niệm tâm Một cảnh giới nào đó hiện tiền Thì chúng ta lập tức liền thối chuyển Cho nên chúng ta không thể thành tựu Người ta phát tâm rồi Thì vĩnh viễn không thối chuyển Đạo lý gì vậy? Lý thì đã minh bạch sự thì họ cũng làm được rồi Lý và sự Họ có thể dung thành một thể Nó không phải là hai sự việc Cho nên mới có thể trụ tâm bất thoái Chúng ta chưa có đạt đến cảnh giới này Mong cầu đạt đến cảnh giới này Vì thì không thể không nỗ lực một mặt là nỗ lực cầu giải một mặt là nỗ lực đi phụng hành ở chỗ này trong chú giải có mấy câu nói tôi đọc qua một lần phản bội thân thuộc chạy theo người ngoài không chỉ là một mối các sự việc này quá nhiều quá nhiều ở chỗ này chẳng qua cũng chỉ lấy vài thí dụ mà thôi như dối lừa chống trái cha mẹ che giấu đối với cha mẹ mình cũng như cách nói hiện nay là người đó yêu thương gia đình của bên vợ hơn là yêu thương gia đình của bên mình tôn kính đối với cha mẹ vợ hơn là cha mẹ của chính mình cái ý đầu tiên là ý này đối với anh em thì tính toán từng chút nhưng đối với bạn bè với người ngoài thì khảng khái rộng rãi dòng họ đói lạnh không thể chăm lo nhưng nhìn thấy người khác Thì lại sẵn lòng chăm lo Đây chính gọi là Bạc bẻo đối với người đáng nên đối xử trọng hậu Hậu đãi những người đáng nên đối xử sơ sài Người đáng nên đối xử trọng hậu Bạn lại bạc đãi họ Người không nên hậu đãi Thì bạn lại rất trọng đãi cái hiện tượng này trong xã hội ngày nay rất là phổ biến các chị sẽ thắc mắc vì sao vậy kết luận thì cũng không gì ngoài hai chữ lợi hại đây là đối với tôi có lợi tôi đối với họ tốt là có điều kiện đối với tôi trước mắt mà không có lợi thì tôi không lo đến cha mẹ tuổi đã già rồi tôi hiện tại không cần họ chăm lo nữa tôi có thể mặc kệ họ rồi gia đình bên vợ thì họ có thể chăm lo cho tôi cho nên tôi phải đặc biệt trọng đãi với họ hoàn toàn là vì chủ nghĩa công danh lợi lộc ân nghĩa không còn nữa không biết báo ân không biết hành nghĩa việc này tạo thành loạn động trong xã hội chúng ta có thể trách mắng họ được hay không trên kinh vô lường thọ phật nói rất hay phật đại từ đại bi có thể tha thứ cho hết thảy việc sai trái của con người phật nói họ là tiên nhân bất thiện nói là người đời trước đã không dạy dỗ tốt cho họ cha mẹ không có dạy họ Thầy cô không có dạy họ Người lớn không có dạy họ Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả là không có người dạy họ Cho nên chúng ta cũng không thể trách họ Đây là một hiện tượng vô cùng đau lòng trong xã hội là căn nguyên động loạn của thế gian chúng ta nếu như không có người dạy thì chúng ta cũng không biết vẫn là xem như chúng ta rất là may mắn được thân người gặp được phật pháp Cha mẹ sư trưởng của chúng ta không có dạy chúng ta Các bậc trưởng bối của chúng ta không có dạy chúng ta Chúng ta ngày nay dựa vào kinh giáo Phật Pháp Mà hiểu rõ được những đạo lý này Biết được tri ân báo ân Biết được Con người tại thế gian này phải nên vì xã hội Vì hết thảy chúng sanh mà phục vụ Không phân ta và người Phật dạy chúng ta đối với người Cũng là từ gần đến xa Chúng ta sống tại khu vực này Khu vực này có tai nạn Đương nhiên trước tiên chúng ta phải giúp đỡ họ vậy nếu như có rất nhiều nơi cùng lúc đều xảy ra tai nạn vậy thì chúng ta giúp đỡ ai nhất định là giúp đỡ nơi gần nhất sau đó từ từ mới giúp đỡ những nơi xa hơn là đạo lý như vậy nếu như trước mắt nơi mà chúng ta ở không có tai nạn mà ở nơi nào khác có tai nạn Chúng ta nghe được, chúng ta liền lập tức đi cứu giúp. Cũng phải giúp đỡ. Ở chỗ này dẫn dụng lời của Khổng lão Phu tử. Phu tử nói một câu rất hay, người không yêu cha mẹ mình mà đi yêu thương người khác là trái bội với đức. Là trái ngược lại với tánh đức không kính cha mẹ mà đi kính người khác là trái bội với lễ đã trái nghịch lại với lễ nghĩa ở chỗ này chúng ta phải nên học tập hơn nữa là chúng ta phải cảnh giác Không hiếu thuận với cha mẹ Mà đi hiếu thuận người khác Thì con người này Bạn phải đề cao cảnh giác với họ Họ nhất định là có dụng ý nào đó Không thể tôn kính thầy của mình Không thể tôn kính tôn trưởng của mình Mà lại tôn kính người khác Vì dụng ý của họ là ở đâu? nhất định là có mưu tính, nhất định là họ có mục đích riêng. Vì sao vậy? Vì trái với lẽ thường tình. Nếu như người này có thể hiếu thuận với cha mẹ, họ cũng có thể hiếu thuận người khác như vậy thì là thật chân tình sẽ lưu lộ ra một cách tự nhiên họ có thể tôn kính tôn trưởng của mình, trưởng bối của mình, có thể yêu thương anh chị em mình, người đó có thể tôn kính yêu thương với người ngoài, như vậy thì đây là bình thường. Những đạo lý này sau khi chúng ta học rồi thì phải dùng cho bằng được. Phạm là đi ngược lại với đạo lý thường tình. Ở trong xã hội ngày nay chúng ta gặp được thì nhất định phải cảnh giác nếu không mà nói thì bạn sẽ bị mắc lừa bị thiệt thòi đến lúc đó thì hối hận cũng không kịp họ là đến để lừa gạt bạn mục đích của họ vô cùng hiển nhiên đó là danh văn lợi dưỡng Vẫn là không ngoài những thứ này Nếu qua lại với những hạ người này Thì nhất định sẽ bị đại tổn thất Thế nhưng người thế gian Hiểu rõ được đạo lý này Thì lại không nhiều Cho nên nhất định là sẽ thường hay bị lừa gạt Tổn thất Đến sau này mới có được sự cảnh giác thế nhưng cũng đã tạo thành sự tổn hại rất to lớn rồi bản thân chúng ta làm người nhất định phải thuận chánh pháp trong thế gian pháp thì nói là phải thuận lễ pháp người xưa thì thường nói là hợp tình hợp pháp hợp lễ xử xử đối người tiếp vật không thể nào trái nghịch với tình lý pháp có như vậy thì cuộc đời này của chúng ta mới có thể giảm ít được lỗi lầm sự nghiệp thế xuất thế pháp mới có thể có thành tựu thành tựu của thế gian trong phật pháp mà nói là không cứu cánh quyết định là phải thành tựu ở trong phật pháp Thế nhưng thế Pháp tuy là không cứu cánh Nhưng chúng ta cũng không thể lơ là Vì sao vậy? Lợi ích chúng sanh Phật dạy chúng ta Ta và người đều lợi Cái đạo tự lợi Thì nhất định phải tu thanh tịnh bình đẳng giác niệm vật cầu sanh tịnh độ đây là tự mình thành tựu cứu cánh viên mãn nhất định không thể nào lơ là hết thảy mọi lúc hết thảy mọi nơi chỉ có một ý niệm đơn thuần đó là niệm a di đà phật tất cả những thứ khác đều không để ở trong tâm nếu có dư sức thì giúp đỡ người khác giúp đỡ người khác thì phải biết tùy duyên chứ không phan duyên vì sao vậy Đối với thành tựu của chính mình Sẽ không bị chướng ngại Ở điểm này rất là quan trọng Thế nhưng các vị phải nên hiểu cái ý nghĩa này Đây không phải là việc tiêu cực Vẫn là tích cực như cũ Hoàn toàn là xem ở duyên có thành thục hay không Nếu duyên thành thuộc thì chúng ta chăm chỉ tích cực mà giúp đỡ người khác khiến cho chánh pháp cũ trụ thế gian không những chánh pháp phải cũ trụ mà chánh pháp còn phải phát dương quan đại hãy nên nhớ phật đã dạy chúng ta phổ độ chúng sanh phải nên hiểu dụng ý của hai chữ phổ độ này phổ độ không phải là chỉ độ tín đồ phật giáo nếu người tin theo phật thì ta độ họ người không tin phật thì không độ vậy thì không phải là phổ độ rồi bạn xem ở trên các kinh luận phật thường hay giáo giới chúng ta người có thiện căn thành thục thì giúp họ thành tựu đây là nói những tín đồ phật giáo người tu hành còn thiện căn vẫn chưa thành thục nhưng đã hướng phật có lòng tin đối với phật giáo có sự ưa thích chúng ta phải giúp đỡ họ ngoài ra là không có thiện căn đối với phật giáo hoàn toàn không có sự lý giải thậm chí là bài xích vậy thì chúng ta phải giúp họ trồng thiện căn đây mới gọi là phổ độ phật thị môn trung bất xả nhất nhân, nhân vẫn là phải nên ghi nhớ mấy câu này Để cho chúng ta trong đời này Tận hết khả năng làm được viên mãn Phật Pháp Chúng ta dùng lời của người hiện nay mà nói Đó là Nền giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Nó quyết định không phải là tôn giáo Cho nên chúng ta cần phải Nhận thức rõ ràng Đối với bản chất của Phật giáo Là nền giáo dục của Phật Đà Giáo dục của Phật Đà là thuộc về loại giáo dục nào vậy? Là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật Dùng lời hiện nay mà nói Thì Ngài là nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Là nhà công tác giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Chúng ta giới thiệu như vậy Thì người ta sẽ rất rõ ràng Không đến nỗi sanh ra hiểu lầm Khiến cho hết thảy chúng sanh Đều được độ Đây là việc mà chúng ta phải nên chăm chỉ nỗ lực Được rồi hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi xin nhận đến đây thôi A-di-đà Phật Bộng tây cư sĩ a gmail.com người đồng hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật